的血，给了我怕光的眼瞳失落，是亮的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。爱情是如雨造化我，情似山执着，我不为这世间众生如何待我，冲破挣脱何以变成些善恶，曾有片刻碎落，以爱问伤如何，我的存在不会因情急而予以残破。钟伟等命tập 1. Ma thần là hóa thân của tội nghiệp thế gian, mang tới tai họa và cái chết. Tiễn ma thần. Núi Bất Chiếu, Tiêu Dao Tông. Tôn thượng, chúng ta tới rồi. Tôn thượng, Tôn thượng, nơi đó chính là Tiêu Dao Tông. Tiên khí ngập trời, gương quá khứ được cất ở đây sao? Bẩm Tôn thượng, ở ngay núi Bất Chiếu của Tiêu Dao Tông, nhật nguyệt không soi chiếu, đất trời tối tăm. Xem ra hôm nay sẽ ứng nghiệm. Kết giới tiên môn cũng không chịu được một đòn đánh nhẹ của Tôn thượng. Đi thôi. Đi xem thần khí có thể kết liễu ta trong truyền thuyết nào. Núi Trường Trạch, Hành Dương Tông, Tiêu Dao Tông. Hành Dương Tông. Tô Tô, muội đã ở đây canh cả ngày rồi, về nghỉ ngơi một lát đi. Công giả sư huynh, cha và các sư thúc về chưa ạ? Chủ môn dẫn theo vài sư thúc đến sông Mặc cứu người rồi, e là mấy hôm tới sẽ không về được. Hành Dương Tông, nay các phái trong tiên môn, Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông, chúng ta có thể trụ được bao lâu, cứu được bao nhiêu người đây? Nếu có thể nghĩ cách giết chết ma thần, vạn năm trước các vị thần phải liều mạng mới hợp sức giết chết được ma thần thượng cổ. Nay ma thần mới bỗng xuất hiện, còn không biết tên hay lai lịch thế nào, với sức chúng ta thì sao có thể giết hắn được? Chẳng lẽ không còn cách nào khác có thể ngăn ma thần lại sao?
Nay thế gian đã không còn thần linh, những kẻ mang xác phàm như chúng ta vốn chẳng thể làm hắn bị thương. Không, chắc chắn vẫn còn cách khác. Giết ma thần. Tuy thế gian đã không còn thần linh, nhưng nếu có thể tìm ra thần khí tương khắc với ma thần thì có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng còn chẳng biết nó ở đâu, tên gì, thì sao chúng ta giết được ma thần? Tiêu Dao Tông, Hành Dương Tông. Ánh sáng của Tiêu Dao Tông tắt rồi. Tiêu Dao Tông bị công phá rồi. Lão già ở Tiêu Dao Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúng ta chẳng cần tốn nhiều sức để bắt được lão. Tôn Thượng, đã tìm thấy gương quá khứ rồi. Có điều, dùng ma khí của chúng ta thì không thể mở thứ này được. Vẫn cần đến thuật pháp tiên môn của chúng. Phong cảnh ở Tiêu Dao Tông này rất đẹp. Nếu cứ phá hủy như vậy thì thật đáng tiếc. Triệu Du chân nhân, chi bằng ngươi giúp ta việc này đi, rồi ta sẽ tha cho Tiêu Dao Tông của ngươi được sống tạm bợ qua ngày. Ngươi thấy thế nào? Ma đầu nhà ngươi muốn giết cứ giết, cớ gì phải đùa bỡn ta? Hành vi như vậy còn không bằng loài heo chó. Đúng thế, chó gặp chủ mừng vẫy đuôi, lợn có cám ăn liền không màng sự đời. Ta đây không sung sướng cũng chẳng yên vui, đúng là không bằng chúng. Ngươi, ma đầu, cù huyền tử của Hành Dương Tông ở đây không cho phép người chà đạp tiên môn như vậy. Không ngờ tiên môn đều ngu muội đến vậy. Cô trưởng môn, hôm nay tâm trạng ta đang vui. Nếu ngươi chịu giúp ta mở gương quá khứ, ta sẽ thả cho cả hai ngươi trở khỏi đây. Thế nào? Đừng hòng. Đi đi. Hôm nay nếu muốn cứu hắn khỏi đây thì chỉ có cách đồng ý với ta thôi. Lão Cù, sát tiền đào này của ông không dùng bảo vệ Hành Dương Tông của ông cho tốt, lại đến chỗ ta nộp mạng. Ông mau chạy đi, đừng để uổng mạng ở đây. Ta đến để xem ông mất mặt thế nào. Lão Cù, ông làm gì vậy? Im đi. Không làm thế thì sao dụ hắn qua đây được? Cô chủ môn không giữ quy tắc gì cả. Đây là danh môn chính phái đó sao? Với hạng ma đầu như ngươi thì cần gì phải giữ quy tắc? Tự anh kinh diệt. Nếu hắn đã muốn chơi thì các ngươi chơi với hắn đi. Nực cười, hạng các ngươi mà cũng muốn phá khóa thực cốt của Tôn Thượng sao? Thử cũng thử rồi, đừng phí công nữa. Mau đi đi, ma thần ở ngay bên trong, chờ lát nữa sao không ai đi được hết. Đừng nhiều lời, cùng sống cùng chết. Thân lừa ưa nặng, chết cũng không nghe lời. Mau dừng tay lại đi. Không biết tự lượng sức. Mau đi đi. Ta không đi. Phá. Tiêu Giao Ý. Phá. Thú vị đấy. Không sao chứ? Gương quá khứ đó ông cũng nhìn ra rồi à? Có thể bất phân thắng bại với Tự Anh Kinh Diệt cơ à? Thú vị đấy. Vậy ta cũng chơi cùng các ngươi. Đây, đây là ấn tẩy tủy. Tôn Thượng,
Tôn thượng. Được thôi, đã muốn chơi, thì chi bằng chơi cho đã một chút. Đoán xem, ta muốn bắn kẻ nào trước? Bị nỏ đồ thần của Tôn thượng đánh dấu thì chắc chắn phải chết. Lão cụ, trán của ông, hoặc là một mũi tên trúng hai đích thì cũng thú vị đấy. Tô, mau chạy đi, mặc kệ bọn ta, cậu không đánh lại được chúng đâu. Đừng ham chiến, chúng ta cũng mau rút đi. Muốn chạy à? Đâu dễ vậy. Được lắm Triệu Du, cháu gái tốt, đón lấy. Mau mang gương quá khứ đi. Ma thần đến vì Phật đó đấy. Dám chơi ta à? Gương quá khứ, thú vị đấy. Mọi người chia nhau ra đi, cố gắng sống sót, tập hợp ở Hành Chương Tông. Đi Long Xa. Trùng phủ cũng là thần khí, quả nhiên có thể khiến ma thần bị thương. Gương quá khứ này là thần khí của Tiêu Dao Tông, ma thần lại để ý đến nó đến vậy, lẽ nào? Là cung. Ma khí kiếm trảm thiên. Năm trăm năm nay, cô là người đầu tiên đã thương được ta, xứng đáng được chết dưới kiếm trảm thiên của ta. Tiên tử, mau trả gương quá khứ cho ta. Gương quá khứ là vật của tiên môn, ngươi muốn lấy thì chỉ bằng giết ta đi. Hôm nay bản tôn và giết sạch tiên môn, để từ nay tứ châu tam giới này không còn một mảnh tiên cốt nào nữa. Tiên tử, ta còn tưởng cô có vài phần bản lĩnh, giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Gương quá khứ. Cha ơi, con
con không về được nữa rồi. Giữa ấn tượng của cô là gì vậy? Gương quá khứ. Đây là... Không ngờ máu của mình lại mở được gương quá khứ. Lê Tô Tô, ngươi là ai? Sao ngươi lại biết tên ta? Ta là ai không quan trọng, nhưng cô là ai lại là chuyện cực kỳ quan trọng với thế giới này. Ta ư? Đúng vậy. Sở dĩ ma thần muốn cướp gương quá khứ là vì khi ở trong tay người được định sẵn, nó sẽ có sức mạnh thay đổi số mệnh. Còn cô chính là người được định sẵn ấy, thay đổi số phận. Đúng vậy, ma thần không phải sinh ra đã là ma, mà quá khứ là điểm yếu duy nhất của hắn. Vậy ta phải làm thế nào? Tập trung nhìn, nhớ kỹ hắn. Học tiếng chó sủa xem. Nói gì đi, Đàm Đài Tẩn? Ngươi câm hả? Nói ngươi đấy. Nói gì đi? Hèn thật đấy. Đúng vậy, còn chẳng biết phản kháng. Là ma thần. Chó còn dữ hơn ngươi. Ngươi chỉ biết chịu đòn thôi. Đúng vậy. Đây là tiền thân của ma thần. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. 500 năm trước hắn chỉ là người phàm. Đánh hắn, đánh hắn. Ở trong cung thành vương, nhưng là một ma thai, nên hắn đã tích tụ sức mạnh để ma thần hồi sinh. Lê Tô Tô, không còn thời gian nữa. Nay ma thần giáng thế đã thành kết cục không thể tránh. Nhưng khi ấy, nếu hắn không thể thành ma thì sẽ không xảy ra tai kiếp diệt thế ngày hôm nay. Nhớ kỹ người cô cần tìm. Mau về Hành Dương Tông, mở trận phá quan. Đây là cách duy nhất để xoay chuyển càn khôn. Không thể thắng được ma thần hiện tại, chỉ cần trở về thời điểm trước khi hắn thành ma thì ấy chính là cơ hội duy nhất. Đừng hòng làm hại mùi ấy. Đừng giết huynh ấy. Còn giả sư huynh. Tô Tô, mặc kệ ta. Lấy gương quá khứ rồi bao chống về Hành Dương Tông. Không, ta không đi. Ta sẽ không để cho người bắt được mùi ấy. Ma thần, ngươi có sợ chết không? Không. Tô Tô, sao chỉ có con quay về Tịch Vô đâu? Cha, cha xem cái này. Chó còn dữ hơn ngươi. Ngươi chỉ biết chịu đòn thôi. Đúng vậy. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn. Gương vỡ rồi.
chỉ có thể nhìn thấy chừng này. Ít nhất chúng ta cũng biết ma thần không phải sinh ra đã là ma. Năm mười mấy tuổi, hắn vẫn chỉ là một người phàm cực kỳ yếu ớt. Nếu chúng ta dùng trận pháp này quay về quá khứ, giết chết Đàm Đài Tẩn trước khi hắn thành ma, thì có thể thay đổi định mệnh ma thần giáng thế. Cha, để con đi đi. Con ư? Cũng được. Đoạt gương thần soi quá khứ là việc mà Toto đã làm. Đây là nhân duyên của Toto. Toto, con hãy nhớ kỹ, Đàm Đài Tẩn sinh ra là ma thai, thân mang tà cốt. Nếu xác phạm chết đi, tà cốt sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lập tức lột xác thành ma. Thế nên con phải tìm được cách phá hủy tà cốt của hắn trước, rồi mới có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Bản tôn đến lấy gương quá khứ đây. Hành Dương Tông, con không bao ra đón bản tôn. Hành Dương Tông, ma thần tới rồi, bay trận. Triệu Du, bao mở trận phá quan, đưa Toto về thời điểm trước khi ma thần thành ma. Vạn năm trước, trụ thần từng để lại trận phá quan được chủng môn Tiêu Dao Tông ta truyền từ đời này sang đời khác. Thiên địa đồng lưu vào thời khắc đã định mới có thể mở ra. Lão cụ, thời cơ đã tới, ông còn đợi gì nữa? Khoan đã, Triệu Du ba bá, thời cơ gì chứ? Cha ơi! Lúc các thần vẫn lạc đã để lại lời tiên đoán, ngày tiên môn sụp đổ, sẽ có người tiến vào trận phá quan, tạo dựng lại quá khứ và tương lai. Tiên môn sụp đổ ư? Triệu Du ba bá, mở dừng lại. Cha ơi! Cha ơi! Toto, có cơ hội thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế, tức là chúng sinh trong thiên hạ sẽ có hy vọng sống. Bước vào trận phá quan và sống sót là số mệnh của con. Liều chết bảo vệ tiên môn là số mệnh của ta và Triệu Du bá bá của con. Tạm biệt Toto, hãy tự chăm sóc tốt cho mình ở đó. Đệ tử Hành Dương Tông nghe lệnh, rõ. Sự tồn vong của Tứ Châu nằm ở trận chiến này. Hôm nay toàn bộ Hành Dương Tông ta liều chết bảo vệ Điện Minh Ngô. Tông môn không diệt, kết giới không phá, bay trận. Các ngươi đúng là ngang bướng cố chấp. Cha ơi! Toto, không kịp nữa rồi. Con bắt buộc phải quay về ngay. Quay về mới là cơ hội xoay chuyển duy nhất. Ta sẽ đưa con về nước Thịnh 500 năm trước. Nhớ kỹ, dù con nhìn thấy gì cũng đừng quay đầu lại. Tứ Châu Tam Giới dựa vào con đấy, hiểu không? Đến được ta rồi. Nỏ đồ thần.
cha ơi. Đàm Đại Tẩn, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Sao trời lại có màu xanh nhỉ? Tiểu thư, tiểu thư, sao người lại bắt đầu nói lung tung rồi? Tiểu thư, tiểu thư, có phải người ngã hỏng đầu rồi không? Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi, người tỉnh táo lại đi. Nhớ kỹ người cô cần tìm, nghĩ cách thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế, thì cuộc sống mới sẽ mở ra với tất cả. Tiểu thư ơi. Dạ, Triệu Du ba ba, con thật sự quay về quá khứ rồi. Mọi người hãy chờ con. Tô Tô, cha tin con, con nhất định sẽ làm được. Chờ con. Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh táo lại đi. Tiểu thư ơi, làm phiền cô, có thể đỡ ta dậy không? Ta hơi váng đầu. Phải làm rõ tình hình trước mắt là thế nào đã. Cô tên là gì? Tiểu thư, em là Xuân Đào đây. Xuân Đào, đúng là người ngã hỏng đầu rồi. Về phủ, lão già mà biết sẽ đánh chết em mất. Xem ra vợ mình sinh ra ở một nhà giàu có. Xuân Đào, em nói đúng. Ban nãy ta ngã một cú nên quên hết mọi chuyện rồi. Em có thể giúp ta không? Tiểu thư ơi, người muốn Xuân Đào làm gì thì cứ sai bảo là được rồi ạ. Người nói thế đáng sợ lắm, còn cười với em nữa. Xuân Đào, mau nói cho ta biết họ tên ta là gì, cha mẹ là ai. Tiểu thư họ Diệp, tên là Tịch Phụ, là nhị tiểu thư chính thức của phụ tướng quân chúng ta. Ta nhớ ra rồi. Vậy chúng ta làm gì ở nơi hoang vu hẻo lánh này vậy? Ta không nhớ nổi, đau đầu quá. Tiểu thư, hôm nay chúng ta tới chùa Từ Thọ dân hương. Dân hương xong, người cứ đòi ra sau núi để ngắm cảnh. Giữa đường, chúng ta gặp phải một đám cướp muốn cướp tiền cướp sắt. Vậy chúng có thành công không? Không ạ. Chúng ta lăn lê bò toài và chạy tới đây, rốt cuộc người ngã lăn xuống từ dốc bên kia rồi hôn mê bất tỉnh. Thế là chúng ta đang chạy trốn khỏi thổ phỉ à? Chúng ta thoát chưa? Mau nhìn kìa, cô ta đang ở kia. Đi. Tồi rồi, cơ thể người phạm không bay được. Tiểu thư, người làm gì vậy? Không có gì, tê chân nên dậm vài cái thôi. Chạy. Nhỏ kia, đừng chạy. Không thoát được đâu.
Nhị tiểu thư, đừng chạy nữa. Nhị tiểu thư, không thoát được đâu. Mau tìm chỗ trốn đi. Vâng. Thôi, em trốn sau lưng ta đi. Vâng. Tiểu thư, đa tạ người bảo vệ Xuân Đào. Nếu đầu óc người có vấn đề mãi thì tốt quá. Ta sẽ cố. Nhị tiểu thư, đừng chạy nữa. Người đứng lại đó. Nói thật đi, ai sai các người tới hại ta? Ta có thể tha mạng cho các ngươi. Tiểu thư, vì sao người lại hỏi thế? Vừa nãy hắn gọi ta là Diệp nhị tiểu thư, rõ ràng hắn biết ta là đích nữ của phủ Diệp tướng quân. Dù thổ phỉ sơn giả muốn cướp tiền cướp sắt thì cũng nên cân nhắc kỹ chứ. Tiểu thư, sau khi ngã đập đầu, người đã thông minh hơn rồi. Thế là các ngươi định ngoan cố chống lại tới cùng phải không? Các huynh đệ, bắt cô ta lại. Đi thôi. Diệp Tịch Vụ, chẳng lẽ cô không biết tiếp võ công nào à? Bình thường cô không rèn luyện sức khỏe hả? Lê Tô Tô ơi, Lê Tô Tô, tứ châu tam giới của trận ngươi cứu đó chẳng để cho xuất trận mà đã phải chết rồi sao? Không hầu trùng phủ nói liền với sinh mệnh của mình, chắc chắn sẽ triệu hồi được, chắc chắn sẽ triệu hồi được. Trùng phủ, trùng gì ạ? Tiểu thư, ngọc bội của người rơi rồi. Chết tiệt, cơ thể này chỉ là người phàm, không hề có tu vi, còn không triệu hồi được binh khí nữa. Đúng là phải tự dựa vào sức mình thôi. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Đi mau, đi mau. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Nhị tiểu thư, xin cô tự trọng. Đại sư huynh, con giả Tịch Vô. Cô gọi ta là gì? Điện hạ, điện hạ. Điện hạ, ngài không sao chứ? Diệp nhị tiểu thư, sao lại là cô à? Hắn không phải đại sư huynh. Lục điện hạ, hôm nay tiểu thư nhà ta ngã đập đầu nên hơi hồ đồ, mong ngài lượng thứ. Nhị tiểu thư, đừng diễn trò nữa. Đời này Tiêu Lẫm ta chỉ có một mình Diệp Băng Thường, tuyệt đối sẽ không có ý gì với cô. Vừa rồi ta cứu cô là vì đạo nghĩa, mong cô tự biết lấy mình. Cáo từ. Giờ không phải là 500 năm sau, hắn ta là Tiêu Lẫm. Đúng vậy. Tiểu thư quên cha mẹ thì thôi, sao lại quên cả Lục điện hạ vậy? Em nói xem, hắn là ai?
Lục Điện Hạ là đích tử duy nhất của bệ hạ, được người dân vô cùng tôn trọng. Người ta gọi ngài là Sơn Trà Hoa Điện Hạ. Vừa nãy hắn nói cái gì mà chỉ có một với, có ý là sao? Tiểu thư quên rồi thì đừng hỏi lại nữa. Người cứ quên đi. Không sao, em nói đi. Trước kia tiểu thư ái mộ Lục Điện Hạ nhưng không được hồi đáp. Nhưng bây giờ Lục Điện Hạ sắp trở thành tỷ phu của người rồi. Ta ái mộ hắn, cả Thịnh Đô đều biết. Thế Diệp Băng Thường, hắn vừa nói là tỷ tỷ của ta. Mấy hôm trước Lục Điện Hạ tới phủ thăm đại tiểu thư, tiểu thư trong lòng không vui, bèn đẩy đại tiểu thư xuống hồ. Lục Điện Hạ đang tức giận chuyện này đấy, người đừng trách ngài ấy nặng lời. Đẩy xuống nước. Diệp Tịch Vụ, cô mất nết quá đi. Vậy tỷ tỷ của ta vẫn khỏe chứ? Nghe nói bị phong hàn nhưng không có gì nghiêm trọng. Nhưng tiểu thư hôm nay người lạ quá, cứ đòi ra ngoài thành cầu phúc cho đại tiểu thư. Nhị tiểu thư, đứng lại. Nhị tiểu thư, sao rồi? Sao trăng cái gì? Đừng qua đây. Đám tiểu nhân diễn thế nào? Vừa nãy không làm người sợ chứ? Chính người đã dặn mà, bảo chúng tiểu nhân càng hung dữ càng tốt. Nhị tiểu thư, người đừng lật lọng. Người nói kéo Lục Điện Hạ tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, người sẽ trả thêm 10 lượng bạc cho chúng tiểu nhân. Hai người cũng gặp rồi, nói chuyện rồi, nhào vào nhau rồi, nên trả công cho chúng tiểu nhân đi chứ. Tiểu thư, Xuân Đào sao không nói với ai đâu? Diệp Tịch Vũ ơi, Diệp Tịch Vũ, cô mất nết không còn tiếng nào luôn đấy. Tiểu thư, người nhớ này, cha người là đại tướng quân trụ quốc của nước Thịnh. Trước kia mẹ người là quận chúa Vinh Ân, tổ mẫu là đại trưởng công chúa Thịnh Đô, cả nhà người là quý nhân hàng đầu nước Thịnh. Thịnh Đô, biết rồi, ta sắp thuộc rồi. Nhưng lát nữa vào nhà em nhớ giúp ta. Diệp phủ, đừng để lão gia biết ta ngã mất trí nhớ. Tiểu thư yên tâm, để Xuân Đào lo cho. Phủ trạch xa hoa quá, đầu thai đúng chỗ đúng là rất quan trọng. Không biết bây giờ ma thần ở đâu. Xuân Đào, ta muốn hỏi em về một người. Có thể em chưa từng nghe tên người này, chắc là hắn ở trong hoàng cung. Tiểu thư nói thử xem. Người này tên Đàm Đài Tẩn, em đã nghe bao giờ chưa? Em biết à? Người này là cô gia của chúng ta, phu quân của người mà. Tiểu thư, đây là hoa viên, chắc giờ cô gia vẫn đang ở đấy, sắp tới rồi. Không ngờ lại tìm thấy ma thần nhanh như vậy. Không biết hắn ở 500 năm trước mạnh tới đâu. Mình chỉ có cơ thể người phàm, không có trùng phủ trợ giúp, liệu có thể giết được hắn không? Tiểu thư, sao sắc mặt cười kém thế? Xuân Đào, em nói Đàm Đại Tẩn vào phủ đã nửa năm, vậy em có biết hắn có điểm yếu gì không? Điểm yếu? Thứ hắn sợ. Tiểu thư, sao người lại quên chuyện này nữa? Trong phủ này cô gia sợ nhất là tiểu thư đó. Ma thần không phải sinh ra đã là ma. Năm mười mấy tuổi hắn vẫn chỉ là một người phàm cực kỳ yếu ớt. Xem ra thần quân trong gương quá khứ kia nói không sai, Đàm Đài Tẩn này vẫn chỉ là thân xác người phàm thôi. Chi bằng bây giờ đi gặp tên ma thần chưa trưởng thành này. Thời gian và địa điểm của trận phá quan cũng không sai. Tìm thấy hắn dễ quá. Xem ra ông trời cũng đang giúp mình. Hắn chính là Đàm Đài Tửng. Là ma thai ư?
trông hắn yếu ớt quá. Hắn sẽ biến thành ma thần thật sao? Nếu hắn không phải tên là Đàm Đài Tẩn thì đánh chết mình cũng không tin hắn sẽ trở thành ma thần. Ngươi, ta, nhị tiểu thư muốn nói gì? Giết hắn là có thể thay đổi vận mệnh ma thần giáng thế, tứ châu tam giới bị tàn sát. Nhưng trước khi mở trận pháp, cha đã nói, Tô, Đàm Đại Tẩn sinh ra là ma thai, thân ma tà cốt. Nếu xác phàm chết đi, tà cốt sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lập tức lột xác thành ma. Thế nên con phải tìm được cách phá hủy tà cốt của hắn trước, rồi mới có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Đừng kích động Lê Tô. Trước khi phá hủy tà cốt thì không được để hắn chết. Nhưng tà cốt ở đâu nhỉ? Phá hủy kiểu gì đây? Càng nhìn càng thấy lạ. Có khi nào sai ở đâu không? Mọi thứ diễn ra dễ dàng quá. Chó canh cửa Hành Dương Tôn còn hung dữ hơn hắn. Có khi nào chỉ là vô tình trông giống nhau, như Tiêu Lẫm và Đại Sư Huynh không? Không được, không được giết nhầm người vô tội, phải xác nhận lại đã. Tiểu thư, lạnh quá, chúng ta về đi. Đàm Đại Tẩn, ngươi đưa tay ra đây. Cô gia, ngươi đưa tay ra thêm chút. Đàm Đại Tẩn, ngươi bóp cổ ta một cái xem nào. Yên nào, ngươi làm biểu cảm gì hung dữ một chút đi, thử đi. Nhị tiểu thư, cô muốn phạt thì cứ phạt, cần gì phải trêu đùa ta chứ. Đàm Đại Tẩn, ta muốn ngươi nghĩ trong lòng rằng ngươi muốn giết người. Ngươi muốn giết ta. Hôm nay bản tôn phải giết sạch tiên môn, từ nay không còn một mảnh tiên cốt nào nữa. Là hắn. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư, người làm sao thế? Có phải cô gia bóp trúng cổ họng người rồi không? Người cứ trùng mình mãi, em đưa người về phòng trước nhé. Được, Xuân Đào, chúng ta tránh xa người này ra. Tại sao Đàm Đại Tẩn lại quỳ trên băng? Tiểu thư quên hết rồi ư? Là người phạt cô gia quỳ 3 ngày. Ta bắt hắn quỳ là hắn quỳ ư? Không thì sao? Diệp Tịch Phụ, cô giỏi thật đấy. Ma thần còn không hung ác bằng cô, thế tại sao ta lại phạt hắn quỳ? Ta không nhớ nổi. Vẫn là vì chuyện lúc trước
người đẩy đại tiểu thư xuống hồ nước thì liên quan gì tới Đàm Đại Tẩn? Lúc đó người trượt chân nên cũng rơi xuống luôn. Lục Điện Hạ liền nhảy xuống nước, bơi qua cứu đại tiểu thư. Cô gia nhìn thấy Lục Điện Hạ nhảy xuống nên cũng nhảy xuống theo. Cứu ta, cứu đại tiểu thư. Ban thường tiểu thư được hai người họ cứu, còn tiểu thư thì tự bò lên bờ. Người tức lắm luôn nên đã phạt cô gia quỳ ở bên ngoài. Tối đó tuyết rơi rất dày, nước trên mặt hồ đóng băng luôn. Người thấy thế vui lắm nên bắt cô gia quỳ trên băng. Người bảo Đàm Đại Tẩn, người thích ra vẽ ở hồ còn gì, ở đó mà ra vẽ vài ngày đi. Đúng là không phải người. Ý ta là không ngờ Đàm Đại Tẩn lại ăn cây táo rào cây sung, đúng là quá đáng. Tiểu thư đừng để bụng nhé, tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Mặc dù cô gia thích đại tiểu thư. Gì cơ? Ý em là Đàm Đại Tẩn thích Diệp Băng Thường ư? Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Tiểu thư thủ đoạn đầy mình, dù cô gia có ý đồ thì cũng không có gan làm, chỉ có thể thân xác một nơi hồn một nẻo. Nên là ta thích Lục Điện Hạ, Lục Điện Hạ thích đại tỷ của ta, Đàm Đại Tẩn cũng thích đại tỷ của ta à? Đúng thế. Diệp Tịch Vụ, phu thê nhà cô ghê gớm quá đấy, ngày ngày tơ tưởng tới phu thê nhà người khác, thế này thì sống kiểu gì? Thế nếu như ta thích Lục Điện Hạ thì tại sao lại thành thân với Đàm Đại Tẩn? Cái này thì em không biết. Nhưng lúc đó cô gia vẫn còn được người ta gọi là Đàm Đại Thiện Hạ. Nếu là Điện Hạ thì sao lại để ta cha đạp thế? Cũng là Điện Hạ nhưng vận mệnh khác nhau. Nghe nói năm xưa lúc cô gia làm Điện Hạ ở nước Cảnh không được yêu mến lắm. Từ khi còn rất nhỏ đã bị đưa tới nước Thịnh chúng ta làm con tin rồi. Hóa ra Đàm Đại Tẩn là con tin nước Cảnh. Vậy sao chẳng ai ưa hắn thế? Tính tình cô gia kỳ quái, khó tránh bị người ta bài xích. Nhưng kể cũng lạ, phụ vương của cô gia dường như chẳng hề bận tâm đến sự sống chết của con trai mình. Năm xưa nước Cảnh cạnh mình có quân đội mạnh, giấy binh vào mùa thu vì muốn đánh qua sông Mặc để tới Thịnh Đô đón năm mới. May mà nhờ lão gia nhà ta không những đánh cho quân nước Cảnh sợ chết khiếp, mà còn đánh cho chúng phải bỏ chạy cung cút về nước, cực kỳ oai phong luôn. Em thấy cô gia cũng vừa khéo đến phủ nhà ta làm con rể, mới may mắn tránh được một kiếp nạn. Nếu không lúc đó chắc chắn bị hạ chém đầu ngã ấy luôn rồi. Trường Nguyệt Tận Minh. Zither Harp